Oh yes, welcome back to another day of Happy New Year song. Okay. Chào mừng các bạn trở lại với một ngày tiếp theo của bài hát Happy New Year, và mình đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần. Okay. Mình đã làm một video về bài này rồi nhưng mà mình nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và mình thấy thì các bạn bài đấy thì mình để cái file gốc người ta hát và tốc độ khá là nhanh nên là mình muốn làm lại và muốn giải thích kỹ hơn về bài hát này cho các bạn. Thì mình thấy là gì? Nhiều bạn không biết bật chức năng phụ đề tiếng Việt trong cái kênh video của mình lên để xem. Thì hôm nay mình sẽ thử làm một cái video nói hoàn toàn bằng tiếng Việt xem các bạn có thể cảm nhận và hiểu bài hát này tốt hơn không. Nếu mà được thì mình sẽ nói tiếng Việt nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn vẫn thích mình nói tiếng Anh thì mình sẽ lại nói tiếng Anh. Ok, và mình có thể mix cả hai cái cùng một lúc với nhau. Mình thấy là cái trở ngại lớn nhất đối với mình khi làm video đó là làm phụ đề, nó tốn khá nhiều thời gian trong khi mình còn đi dạy các bạn ở trên lớp. Mình phải trông em bé nữa. Ok. Em bé biết nói daddy rồi này. Làm phụ đề nó tốn rất nhiều thời gian nên là mình nghĩ là thôi, nói tiếng Việt các bạn vừa hiểu nhanh mà lại đỡ tốn thời gian. Nên là chúng ta sẽ đến với bài Happy New Year với phần tiếp theo. Chúng sẽ còn hai đoạn nữa trong bài hát này. Đoạn tiếp theo bạn này bắt đầu, người ta bắt đầu kể chuyện về thế giới nó như thế nào. Và tại sao chúng ta lại phải nói câu Happy New Year trong ngày năm mới này. Ok. Rồi, mình sẽ hát trước nhỉ, cho nó có tinh thần. Ok, ready? 1, 2, 3. Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of. Nó là sometimes I see, đôi khi tớ thấy rằng, đôi khi mình trông thấy rằng. Ok, sometimes có số S ở cuối nha, đôi khi. Sometimes bạn nhìn ở đây, focus, sometimes hát nhanh nối vào. Sometimes I see how the brave new world arrives. World âm cuối, phụ âm nối vào nguyên âm a phía sau sẽ là world arrives và âm cuối sẽ là z. Ok, new world là một. Ok, nên là động từ phía sau sẽ thêm s hoặc es. Ok, cái này rất cơ bản về thì hiện tại đơn, bạn chỉ cần học thuộc cái này thôi, nhìn qua là nhớ rồi, chả phải học trong quyển ngữ pháp làm cái gì nữa đâu. Ok, và câu này nó là gì? Đôi khi tôi thấy thế giới ấy, đôi khi thật là dũng cảm. Ok, câu này nó lộn ngược một chút, nó đảo ngữ một chút. Ví dụ trong tiếng Việt cũng có rất là nhiều câu, ví dụ như người ta nói là gì? Long khom dưới núi, tiều vài chú, lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Ok, thì đây còn nói là gì? Dũng cảm làm sao thế giới đấy. Ok, thì câu chuẩn phải nói là gì? Câu chuẩn phải nói là gì? Cái thế giới đấy nhiều khi nó dũng cảm làm sao. Ok, arrive có nghĩa là đến, nghĩa là thế giới nó cập bến ấy. Thế giới nó vươn đến cái ngày hôm nay một cách rất là dũng cảm. Tại sao lại như vậy? Và bởi vì gì? Sau chiến tranh tàn khốc thế mà vẫn có thể sống sót, vẫn có thể hồi phục lại thì quả là tuyệt vời. Ok, thế giới mà. Tiếp theo, and I see how it thrives. Nối âm này, and I, how it, âm w, nối với cái này sẽ là how it thrives. Mình sẽ focus vào đây cho các bạn xem. Ok, đây, and I, how it. Ok, và câu này là ashes of our lives. Ashes of our lives. Ok. Và ash đây là cho tàn, số nhiều là ashes. Nối vào đây, ashes of our lives. Ashes of our lives. Ok. Rồi. Và tôi thấy là gì? Nó phát triển. Thrives có nghĩa là phát triển. Đấy. Thrives. Âm đầu là thổi, xe thổi. Nhắc rồi nha, trong video trước nha. Đây sẽ là thrives. And I see how it thrives in the ashes of our lives. Và tôi nhìn thấy nó phát triển từ những đống tro tàn của cuộc sống của chúng ta. Ok. Đó là quy tắc rất đơn giản của cuộc sống.
tử rồi sinh, và quan trọng là sau khi tử thì có sinh được không thôi. Và thế giới nên sau rất nhiều chiến tranh tàn khốc, thế thứ nhất, thứ hai, khủng hoảng kinh tế vân vân vẫn có thể phát triển lại, thì họ nói là đây là một cái thế giới rất là anh hùng, chúng ta đang sống trong một thế giới mà cái sức sống rất là lớn. Ok, và lúc sau thì lời hát nói là gì? Oh yes, man is a fool. Chuẩn rồi, con người là những kẻ ngốc. Tại sao? And he thinks you'll be okay. Và anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ ổn thôi. Dragging on feet of clay. Lê bước chân dưới bùn lầy. Bùn lầy nghĩa là gì? Họ sa lún quá sâu vào sự đam mê của cải vật chất và muốn xâm chiếm tất cả các quốc gia khác. Ok, cụ thể là một số quốc gia phát xít, đế quốc, thì họ muốn 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 cái ham muốn đó. Và cái bài hát này cũng là một trong những cái những năm mà cái tinh thần phản chiến tranh rất là lớn của những cái người nghệ sĩ trên thế giới, họ họ phản đối cái việc mà gì, chiến tranh đó là vô nghĩa. Và never know he is astray, và không bao giờ biết rằng anh ta đang lạc lối. Astray có nghĩa là lạc đường, lạc lối. Keeps on going anyway, và cứ thế đi thôi, đúng là ngốc nghếch. Chả hiểu chiến tranh để làm cái gì, đam mê để làm cái gì, trong khi nó lại làm hại những người khác. Nếu mà ai cũng nghĩ được như vậy thì thế giới chắc là yên bình rồi. Ok, luôn luôn có những kẻ ngốc nghếch trên thế giới này. Okay. Và đây là nối âm này. Man is a fool, is a fool, man is a fool. Bạn có thể nghe và tập rất rất chậm, từ từ thôi nhé. Chậm chậm từng câu một, sau đó bạn sẽ làm được thôi. Ok, I believe in you. Tiếp theo, and he thinks you'll be okay. Thật ra là he ở đây có âm hát này. Thế tuy nhiên là âm hát này khá là yếu nên là có thể nối vào đây sẽ là he thinks you'll be okay. Dragging on feet of clay. Feet, âm T này được giữ hai nguyên âm là âm I của từ feed và of, âm ơ ở đây. Nên là khi nói nhanh thì nó sẽ biến thành âm d. Nên mình sẽ nói là feet of clay. Feet of clay. Okay. Never knowing he's astray. Okay. Nối âm rất đơn giản. Một cái phụ âm là s và âm sau là ơ. Nối vào là he's astray. Okay. Và câu cuối cùng là keeps on going anyway. Nối âm s và on. Keeps on going anyway. Okay. Âm cuối rất quan trọng. Bởi vì bạn nói ra người ta vẫn hiểu. Đôi khi vẫn hiểu nhá. Người ta vẫn hiểu nhưng mà lúc bạn nghe ấy, không hiểu được. Okay. Rồi. Nghe mình hát rất chậm và bạn có thể hát theo. Ready? Okay, 1, 2, 3. Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool. Sau đó lại hát Happy New Year, Happy New Year. Ok, the same. Và đến đoạn tiếp theo. Tương tự đoạn này cũng có điều cũng là đoạn dạo đầu cũng tương tự với cách sing hát như thế. Thế tuy nhiên là có một số điểm chú ý về phát âm, đó là những âm cuối lúc nãy mình vừa nói xong. Đây, câu này sẽ nói là seems to me now. Nhưng mà đây. Seems to me now. Đôi khi bạn sẽ nói là seems to me now. Đôi khi nói nhanh sẽ là seems to me now. Âm này có thể nuốt sang âm to này. Bởi vì âm to nó chẳng quá là quan trọng trong câu này đâu. Ok, nó chỉ là một cái preposition. Gọi là gì trong tiếng Việt nhỉ? Một cái trạng từ chỉ preposition. Nó là một giới từ. Ok, một giới từ. Giới từ không có quan trọng trong một câu đâu. Quan trọng là động từ, danh từ, tính từ. Ok. Seems to me now that the dreams we had before. Với chúng ta bây giờ thì giấc mơ mà chúng ta đã có trước đó are all dead. Hầu như đã chết rồi. Are, âm R đây này. Are all dead. Nothing more, chẳng còn gì nữa. Than confetti on the floor. Có một danh từ rất mới đó là confetti.
Confetti, hai âm T thành âm D, mình sẽ nói là confetti. Confetti là cái hoa giấy này này, sau khi mà Tết xong ấy, giao thừa thì họ sẽ bắn hoa giấy, boom, confetti. On the floor, vậy thì hoa giấy trên sàn có nghĩa là tiệc đã tàn rồi. Giống như là những giấc mơ ở đây này, the dreams we had before, những giấc mơ mà chúng ta đã có thì đều đã chết, are all dead. Chả có gì ngoài nothing more than, ngoài những cái hoa giấy tàn trên mặt đất cả. Thì câu này vừa nói về cảm giác năm mới, cảm thấy mất mát, cảm thấy đau đớn, và vừa là một cái cảm giác hụt hẫng, cũng như là cảm xúc riêng của người ca sĩ cô Agnetha trong bài này và anh chàng Beyond, hai người đã chia tay sau 10 năm chung sống, nên là họ thấy là những giấc mơ của chúng ta đã tàn hết rồi. It's the end of the decade. Đó là tận cùng của 10 năm decade. Âm phát âm nhé, decade. Listen. Bạn nói nhé, decade. Ok rồi. It's the end of the decade. Vậy thì đó là kết thúc của 10 năm, họ yêu nhau, lấy nhau được 10 năm rồi. In another 10 years time. Vậy thì trong 10 năm tới, cô ấy đang nghĩ về 10 năm tới nhé. Another 10 years time, liệu là trong từ năm 80 cái bài này được sáng tác, thì trong vòng 10 năm tới, liệu là who can say what we'll find? Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm thấy cái gì? What lies waiting down the line? Cái gì nằm ở dưới cái đường? Dịch thô là down the line có nghĩa là ở dưới đường, nhưng mà nghĩa bóng của nó có nghĩa là ở trong tương lai. Nghĩa là cái gì nằm ở trong phía trước, ở tương lai chúng ta không hề biết được. Ok. In the end of 89. Đó, in the end of 89 nghĩa là những năm cuối của những năm 89, 1989. Nghĩa là hy vọng, cô hy vọng trong từ năm 80 hai người chia tay nhau thì trong vòng 10 năm nữa, cuối thập kỷ 80 thì xem là điều gì sẽ xảy ra, liệu là hai người có thể tan mà hợp không. Ok, đó là hy vọng của cô này. Rồi, chú ý nối âm. Of a decade, of a, nối vào đây. In another 10 years time. Ok, và đây có một chú ý rất quan trọng. Ồ, lại lại nhé. Ok, sorry. Chưa focus đây. Of a decade. Tiếp theo là in another 10 years time. Và thứ ba là âm T ở đây. 8 thì có âm A ở đầu này và âm I này. T đứng giữa hai nguyên âm. Chúng ta sẽ nói rất nhanh thành AD, thành âm D đó. Bạn nghe lại trong bài gốc sẽ thấy. Ok, 89. Ok, 89. Và sau đó lại là điệp khúc của bài này. Đó là tất cả về về cái bài hát Happy New Year. Mình sẽ hát lại hai cái đoạn cuối này để các bạn có thể hát theo nhé, rất chậm thôi, very slowly. Ok, it's the end. Ok, rồi đó là tất cả về bài hát Happy New Year. Bây giờ mình sẽ hát lại từ đầu một lượt cho các bạn nghe với tốc độ chậm vừa phải, và bạn có thể hát theo với những chú ý về phát âm trong bài này. 2, 3, no more champagne. Happy New Year.
Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it arrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay. Tất cả về bài hát Happy New Year. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hy vọng là các bạn có thể hiểu được bài hát này một cách rất sâu sắc và có thể hát được bài này. Nếu không hát được thì cũng có thể nghe được và máy mồm theo trong dịp Tết này. Và sắp đến Tết rồi, chúc các bạn có một dịp Tết vui vẻ, hạnh phúc, thành công và luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn trong năm mới. Happy New Year. Ấy, quên. Nếu thấy video này hay thì click nút like, subscribe to my channel. Hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ video này với những người bạn thấy là đang không có động lực học tiếng Anh này, cảm thấy tiếng Anh rất là khó này và thấy phát âm tiếng Anh rất là khó này, thì video này sẽ rất tốt cho các bạn để có thể luyện tập được tất cả những điều đó, all in one, tất cả trong một. Bye.